ở ngõ nhà mình có một cái quan gì, sao nó lại chặn hết đường thế này? Mà lỗ to lắm các bạn ơi. À đây rồi, con này là con bọ cánh cam các bạn ạ. Đấy, nhưng mà nó to khổng lồ lên, con này cho nó ăn nhiều lên nó rất là bự luôn. Bây giờ mình phải lấy cái gậy này mình đuổi nó đi. Con bọ cánh cam kia có đi không? Không có mình sẽ lấy gậy mới bảy ngã đấy. Ồ, con này nó không đi các bạn ơi, mình sẽ bảy nó lên nào. Mình có một cái này này, đố các bạn biết đây là cái gì? Đấy, các bạn hình dung ra đây là cái gì chưa? Đây không phải là một cái gậy đâu nhá, đây là một cái này này, ten ten, đây là một cái ống nhòm đấy, ống nhòm này nhìn rất là xa luôn. Bây giờ mình thử nhòm xem có thấy những cái gì nhá. Ui, cái gì kia? Có một cái con gì nó ở ruộng rau muống kìa. Bây giờ mình sẽ ra mình bắt cái con này nhá, nó vẫn ở cái ruộng rau muống này các bạn ơi. Đây rồi. Đây này, các bạn thấy gì chưa? Quả là một cái ống nhòm siêu phàm đấy, xoay được cả một cái con sâu, nó đang ăn rau muống đây này. Ui, một con sâu màu xanh đấy. Bây giờ nhá, mình sẽ lấy cái ống nhòm này, mình xoay xem bạn Kem đang làm gì nhá. Không thấy đâu nhỉ? Ui, cái gì kia? Ui, các bạn ơi, mình thấy một con cá mập đang đuổi một con rắn rất là to ở dưới ao kia kìa. Vừa thấy con rắn ở đây mà, hay là nó lại chui xuống dưới nước rồi nhỉ? Ôi, kỳ lạ thế, không biết nó ở đâu rồi. Ôi, cái gì đấy? Bạn áo à, tớ chạy nhanh quá tớ sợ. Một con bọ cánh cam to lắm nó đuổi tớ. Ui giời ơi, cái con bọ cánh cam nó bé tí thì ti, có gì mà sợ. Sợ à, vừa nãy mình thấy con rắn ở đây to lắm, nó bị con cá mập đuổi bạn ơi. Rắn ở đâu? Ui, rắn á, hiểu ơi, tớ sợ rắn lắm. Bạn áo ơi, có mỗi cái que như này mà nó thần kỳ vậy á? Ống nhòm đấy. À, ống nhòm một mắt, nhìn xa lắm bạn ơi. Đấy thì bạn. Nó hàng trăm km luôn. Nó chẳng nhìn thấy cái gì cả. Ui ui ui, như này nhìn thấy sao được. Bạn ơi, phải nhìn vào cái đầu bé này cơ mà. Đầu to là cái mắt kính của nó đấy. Mình chưa soi bao giờ. Lần đầu tiên mình được cầm cái ống nhòm các bạn ạ. Đâu để mình tìm xem, biết đâu tớ lại tìm thấy cái con rắn nó trốn ở chỗ nào nhá. Thấy không? Chưa thấy bạn ơi. Thấy một con gà. Tớ nhòm ống nhòm mà sao tớ thấy con rắn nó đang ở chỗ con gà kia. Ôi, nó đang tìm tới con gà kia. Có khi á, nó ăn mất con gà này đấy. Ôi Kem ơi. Đây. Con gà này sao nó kêu lắm? Mà con gà trống á, nó tiến lại, nó định bảo vệ con gà mái sao ấy? À. Ui Kem ơi, có khi con rắn nó chui ở dưới này thì sao? Đúng rồi đấy, bé con gà ra đi bạn ơi. Bây giờ mình thả con gà đi nhá. Đúng rồi, bạn thả con gà đi nhanh lên, chú gà à mái các bạn ạ. Bây giờ mình xem có con rắn ở dưới này không nhá. Ồ, chưa có con rắn, mà lại có một quả trứng ở đây này. Ui, trứng này là trứng gà đang ấp đấy bạn ạ. Ồ, con gà này hay nhờ nó ấp mỗi một quả thôi. Để mình tìm nhá, có khi nó trốn ở dưới này thì sao? Chưa thấy gì bạn ạ. À, đâu? Ui, à cho góc ở đây, mình thấy có cái gì đen đen. Có phải không? Wow, nó trốn con cá mập vào trong đây rồi. À, con rắn đây. Kia kìa các bạn ơi. Ui. Một con rắn bông đỏ nhưng mà nó rất là bé. À, nó đang trườn đi kìa. Ui, các bạn ơi, chú rắn bông đỏ. À, kia kìa, cẩn thận đấy. Ui, con rắn này, con rắn nước đấy. Rắn nước nhưng mà chúng mình cũng đừng đụng tay vào nhá. Ui, đấy các bạn ơi, đấy. Nó rất là nhanh. Bạn kêu nó vào cái xô đi. Wow, nó bò đấy. Nó đi xuống ao ấy. Xuống ao là cá mập nó ăn đấy. Đúng rồi, rắn ơi, cho vào, đi vào cái xô, mình sẽ thả nó ra ngoài đồng. Ui, nó trơn rồi. Wow. Được rồi này. À, mình bắt được con rắn rồi này, Kem này. Ôi, con rắn này là con rắn nước rồi bạn. Ừ, con rắn mông đỏ đấy. Mình đã bảo bạn rồi. Cái con bọ cánh cam nó bé tí 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 đây này. Bạn ốc ơi, không phải con này đâu. Đây là một chú bọ cánh cam rất là bé. Con vừa xong tớ nhìn thấy á, nó phải to gấp nghìn lần con này cơ. Mà nó màu sặc sỡ hơn con này nhiều. Ui, mình thấy con cá mập nó đang tha con bọ cánh cam đi đâu ý. Đúng rồi, sao con này nó lại bé vậy nhờ? Ôi, nhưng mà giống cái con bọ cánh cam vừa xong một tớ nhìn thấy lắm. Ôi, nó tha về đằng bờ kia kìa, mình chạy ra đi. Rõ ràng mình thấy nó tha con bọ cánh cam ở đây mà. Hay có khi nó ở trong cái lưới bắt quái này không nhờ? Có khi cá mập nó nhốt vào trong đấy, bạn thử đổ ra xem nào. Ý, rất lắm cá Kem ơi. Ui thế á. Nhiều lắm. Ui. Wow, rất nhiều luôn. Ui, bạn nhìn thấy gì chưa? Tớ chẳng nhìn thấy gì đâu. Đấy này. Bây giờ phải đổ ra cơ. Ui, thế á? Đây mình cởi ra nhá. Ui, nhiều lắm, một bọc luôn. Nào, đổ ra nào. Cẩn thận đấy bạn ơi. Thấy chưa? Có một con gì? À, mình bắt con này. Kia 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 bạn ơi. Con gì? Con chú mang chân nó.
Đấy thì con này phải bắt ngay. Ui, cho vào xô. Cho vào xô. Hình như là con ếch, đúng rồi. Ui, cái con này nó bị chết rồi. Mà đây con... là con cá dọn bể. Con cá dọn bể to nhờ bạn nhờ. Ui, đây này cả những con cá con nữa này. Cái dọ nó có hai đầu bạn ơi, đằng này vẫn còn mấy con cá nữa này. Đấy đấy. Ui, nhiều lắm nhờ. Mà tôi thấy hình như có con bọ cánh cam đây này. Bọ cánh cam đây, có phải cái con bạn bảo không? Sao nó lại bé vậy nhờ? Vẫn bé, con này nó to rồi đấy. Đúng rồi, con này á vừa xong tớ nhìn thấy to lắm cơ. Con này vẫn là bé bạn ạ. Mình sẽ cho những con cua này ra nhá. Một con cua này, hai con, ba, bốn con cua. Ui, cả con cua khổng lồ các bạn ơi. Ồ, đây bạn biết cá gì không? Ồ. Đây là những con cá cờ đấy. Cá cờ, đẹp nhờ. Ồ, con đấy là con cá gì? Con này là con mày mại, con này tanh lắm. Thế á? Ừ. Nhưng mà những con cá cờ nó có râu đẹp thật đấy. Con gì đấy? Con gì đấy? Tí này. Cá sộp. Ừ, cá sổ con đấy. Những con cá sổ con đấy các bạn ơi. Wow, con bộ cánh cam này to chưa? Bây giờ mình sẽ bắt nó nhá. Ui, nó chạy nhanh thế. Thấy chưa? Mình đã bảo rồi, con bộ cánh cam này nó to cực kỳ luôn. Bây giờ hai đứa mình mỗi người chặn một đầu để bắt nó nhá. Ok em ơi, mình chả nhìn thấy nó đâu. Không được. Vừa nãy mình thấy nó chạy ở đây mà. Bây giờ nó đi đâu nhỉ? Ui, cái kia. Tới cho bạn đấy. Oh no. Nó quay về nó đi rồi. Ui, nó húc mình, kiểu gì? Mình đang ngồi trên lưng nó đây này. Ui, nó đi rồi. Ui, sợ quá các bạn ơi. Con bọc cánh cam đấy nó húc mẹ. Mẹ nó bay lên, xong lạ. Mẹ nó còn rơi đúng vào lưng nó. Nó trả đi rồi. Bây giờ mình phải đi tìm xem nó trả với tổ quân nó trả đi đâu nhá các bạn nhá. Ui, chạy nhanh lên. Ui, mình đã phải cái gì đây? Ui, nó còn đang phòng to lên cơ. Hình như là có một con rùa. Có một con ếch thì sao các bạn ơi. Hình như là bom ấy các bạn ạ. Mà bây giờ nếu mà nhấc chân lên là nó nổ luôn. Ui, làm sao bây giờ? Cứ đứng im như này, không có thì nó nổ mất. Ui, nó nổ thôi các bạn ơi. Nó nổ nó chết mình thôi. Sao quá. Ô, mà không thấy nó nổ nữa. Hình như là có mỗi một con bị nổ thôi. Để mình xuống mình xem thế nào. Ôi, vừa xong là cái con rùa này này. Nó nổ đây các bạn này. Wow, nổ tung luôn. Ở trong nó toàn ra toàn cái nước gì màu trắng thế này. Vẫn còn một con rùa nữa. Nó căng lên rồi. Với lại một con ếch. Bây giờ mình sẽ lấy cái dép mình tắm nhé các bạn nhé. Một, hai, ba, một, hai, ba. Wow, quả này dai thế. Wow, nó dai. Hỏng rồi, con này nó chở mình xuống ao. Hay là nó chở nó thẻ ở đây. Tí nữa con cá mập nó ăn đây. Mình nhìn thấy bạn ốc rồi. Bạn ấy đang ở dưới ao kìa các bạn ơi. Ui, nó đi chẳng chảnh như này, chóng mặt quá. Mình bị say sóng rồi. Ui, làm sao mà xuống được bây giờ. Eo ơi, toàn nước là nước thôi. Con này từ nãy lên. Ui, nó cứ lượn. Lượn ở ao này á. Nguy hiểm lắm, chóng mặt lắm rồi. Thấy bạn ốc rồi kìa. Bạn ốc ơi, con cá mập nó đang đuổi bạn ở đằng sau đây. Vậy á? Cái kia. Làm sao bây giờ? Nhanh lên. Con bọ cánh cam này nhanh lên. Ui, cá mập nó đuổi sắp đến nơi rồi. Ui, như này không ổn đâu. Bọ cánh... Mình phải nhảy ra thôi. Bạn phải nhảy ra đi. Ôi, mày thế. Mình lên được tới ao rồi. Ui, mà mình thấy con bọ cánh cam kia hình như nó đang tiêu diệt cá mập ấy. Ui, con bọ cánh cam nó mạnh lắm bạn ơi. Như kiểu là sát thủ bọ cánh cam ấy. Nó còn tiêu diệt được con cá mập kia. Nó làm chìm con cá mập rồi. Con cá mập bây giờ nó yếu rồi. Chúng mình sẽ lấy cái que chúng mình tìm nó bạn nhá. Thấy không, thấy không? Chưa thấy bạn ơi. Chỗ này á, nước sâu lắm. Hôm nay sao nước sâu thế nhỉ? Ui, đằng này mình thấy có cái gì nó nhỏ lên màu xanh kìa. Đâu đâu? Ôi, đấy, 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 đấy. Ui, bạn ơi, đây này. Ui, ui, cái vây của nó sao ấy? Nào, chúng mình lôi lên đi. Đây đây, để tôi bẩy lên xem nào. Có phải không? Đúng rồi, lôi lên, lôi lên. Ui, nặng thế. Nặng lắm các bạn. Cái vây này nó đang nhỏ lên kìa. Ui, lên. Ui, nặng thế. Để mình lôi con này đến bờ nhá. Ui, ui, con này to nhờ bạn nhá. Ui, to chưa? Mày que lôi được lên rồi này các bạn ơi. Ui, cái mồm của nó rất là to luôn các bạn ạ. Đúng rồi, con cá mập. Đây này, baby shark này. Ui, tớ thử bê xem con bê được không. Con bê được không? Nặng lắm bạn ạ. Ui, mày que bê được. Này. Đây, giải giải cho nó vào đây. Cho nó nằm ở đây nhá. Ui, to que các bạn ơi. Mình sờ thấy bụng nó có cái gì trơn trơn ý. Ui, đúng rồi nhờ. Bây giờ mình thử khám xem nào. Nó khó rất là nói này. Ui eo ơi, con cá mập nó ăn hai con gì ý? Một con màu xanh, một con màu vàng. Ôi, đến như con ếch con ấy bạn ơi. Đấy, 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 nó lên rồi này. Wow, con này thì màu vàng. Ui, chúng mình bắt đi. Ui, kia kia nó nhảy ra kia. Ếch gì mà to thế này. Wow. Ếch gì mà mắt to thế. Wow, để tôi cầm con này cho. Wow. Cháu nó chạy mất đấy. Còn con nữa sao nào? Đấy, bắt nốt con này ra nhá. Cá mập nó ăn cả những con này các bạn ơi. Mắt to chưa? Đây là những con nhái mà bạn. Không chân phải ếch đâu. Dài, đúng không? Đúng rồi, vừa xong mình bắt được con ếch nó khác cơ. Đây này, vừa xong con ếch nó như này cơ mà. Còn đấy là hai con nhái, nó rất là bé. Wow, nó cứ nhảy lên trên thành nhờ bạn nhờ. Ừ. Wow, một con nhảy ra rồi kìa. Bạn bắt nó vào đây đi. Đấy. Đấy, hai con nhái này rất bé mà chân dài hơn con ếch nhiều. Các bạn ạ. Mình để lên tay thì nó nào im đấy. Ồ, đúng rồi này, ngoan chưa?
Ôi. Đây, cho con này tiếp nhá. Một con màu vàng nữa này, rồi xong chúng mình sẽ thả ra ao các bạn ạ. Vì chúng mình bắt được cá mập lên bào rồi mà. Mình sẽ lấy cái kiếm này. Cố lên này ơi. Được rồi này. Ui, nó đứng lại rồi. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó nhá. Chiu. Wow, nó bé nhỏ này này. Đây rồi này. Wow, mình chộp được rồi này mẹ ơi. Ồ, đây là một cỗ máy đấy. Dạ ơi, hai cái mắt tròn to chưa này. Nó đang làm sao thế này bạn ơi. Cái nó lại cứ đi lên đi xuống. Đây là cái gì nhờ? Lạ chưa? Một khi mình thấy ui, cái gì đấy? Một cái lọ nước, hình như là nước để nó uống ấy bạn ạ. Các bạn cho nó uống nước đi. Nhưng mà tao chẳng thấy miệng của nó đâu cả. Đây, lạ chắc nó uống từ trên này đấy. Ở dưới gầm là mấy cái bánh thôi nhờ. Ui, có một cái động cơ ở dưới này bạn ơi. Ừ, nó uống từ trên này này kem ơi. Ôi. Đấy, bạn đổ nước vào cái lỗ này. À, thế thì mình thử bóc ra mình đổ xem có phải không nhá. Các bạn ơi, không biết bạn đâu bạn nói có đúng không nữa cơ. Ôi, nước gì mà toàn bọt thôi bạn ơi. Con này nó thích uống nước xà phòng thì sao ấy. Chắc thế. Ô, mình bóc vào xem nó vẫn chưa thủng này. Mình đã chọc được rồi, mình cho nó uống đây. Nào, uống đi, uống đi. Ô, sao lại không thấy gì nhỉ? Ui, ui nó ra cái gì ấy. Ui, kem ơi, mình cho nó uống nhiều nước quá, nó đang xì vào mặt mình thế này. Ui, 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 nó đang phun hết bong bóng vào mặt bạn rồi. Ui, sao nó ra nhiều bong bóng thế này? Hay chưa? Ui, nó đuổi theo kìa, bong bóng nó cũng đuổi theo bạn ơi. Nhiều bong bóng quá bạn ơi. Này, rồi, nó ra cả đàn luôn này. Ui, này các bạn ơi. Ui, bong bóng đẹp nhờ. Nhiều chưa? Sắc thôi. Wow, ở đằng sau tớ cũng rất nhiều. Ui, con này. Đây này. Nó cả một đường luôn các bạn ơi. Wow, đúng đầy một đường bong bóng. Nhiều chưa? Nó vẫn còn chưa ngừng phun đâu. Wow, để mình kéo nó đi nhá. Hình như kéo nó đi nó sẽ phun nhiều hơn đấy. Đâu? Ồ, đúng rồi. Kéo nó đi nó phun mạnh hơn bạn ạ. Wow, càng kéo nhanh nó càng phun mạnh này. Wow, nó chạy rất nhanh luôn bạn ơi. Đây này, vậy là mình đã bắt được chú bọ cánh cam khổng lồ đây rồi đấy. Con bọ cánh cam này là con bọ cánh cam phun bong bóng. Ý, mình chơi cái con bọ cánh cam này rất thích luôn đấy các bạn ạ.